bẻ bẻ bốn mươi chín dáng ngồi của saxibit địch đại nhật ba quá ngầu nếu dược phi gây tranh cãi còn dương mịch phát lẩu cực độ tùy vào trang phục mà dáng ngồi của saxibit cũng linh hoạt thay đổi theo ăn trong nồi ngồi trong hướng dáng ngồi đối với chúng ta quan trọng một thì đối với các nghệ sĩ người của công chúng nó quan trọng lên tới cả chục lần các saxibit tùy vào trang phục mà dáng ngồi cũng sẽ linh hoạt thay đổi theo mặc đồ manly thì dáng ngồi nam tính mà mặc váy thì ý nhị kín đáo nổi tiếng với vẻ thục nữ sang chảnh ấy vậy mà còn lúc địch đại nhật ba cũng tỏ ra manly cực độ nữ diễn viên trong sự kiện lois vitton khoác lên mình bộ trang phục hải quân nam tính mà quần short oversize dài ngang gối cô nàng ngồi dạng chân hướng ra hai bên khiến dân tỉnh phát sốc Đối lập với lịch đại nhật ba kim thần xuất hiện đầy thướt tha trong bộ váy xanh nữ tính nữ diễn viên yểu điệu khép nhẹ hai chân tạo nên hình ảnh rất dịu dàng thực nữ đặt cả hai trong một không hình cộng đồng mạng không khỏi sững sờ trước thần thải đổ lập mà hai nàng mỹ nhân toát ra lạ kỳ trong các loại lạ kỳ dương mịch sở hữu dáng ngồi xoắn quẩy có một không hai nữ diễn viên hôm đó mặc váy khá ngắn nên cô đã vắt chân để tránh lộ hàng tám năm trước nữ diệp phi từng gây tranh cãi trong cộng đồng mạng về dáng ngồi vắt chéo chân khi mặc váy nhiều người cho rằng dáng ngồi của thần tiên tỷ tỷ làm lộ ra phần bắp chân to kém thẩm mỹ một số các lại phản biện mặc váy không ngồi thể thì phải ngồi như thế nào phạm băng băng khi tham dự họp báo năm xưa từng rất quyền lực và lam tính khoác lên mình bộ siêu men cùng đôi gao gót để khủng phạm ra ngồi vắt chân như một tổng tài an toàn bậc nhất trong số dàn sao si bít chuyện lợi dĩnh khi đi sâu từng lấy chăn che kín đôi chân thoàn thả của mình nữ diễn viên hôm đó mặc váy ngắn nên để có thể thoải mái trò chuyện cô đã lấy chăn che chắn đôi chân của mình cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của pv cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất xin chào và hẹn gặp lại